nhằm phục vụ công tác điều trị trong trường hợp dịch bệnh bùng phát. Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang đã được trưng dụng làm cơ sở điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đây là một trong số nhiều bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng trong hơn một tuần qua. Với quy mô 628 giường bệnh, nơi đây sẽ là cơ sở điều trị kịp thời nhất đối với các ca nhiễm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các ca bệnh nặng. Hiện đội ngũ y bác sĩ tăng cường của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã có mặt để chuẩn bị tiếp quản. Bệnh viện dã chiến chúng tôi đang thiết lập thì đã đạt được 80% cái khối lượng công việc rồi. Thì còn 20% còn lại đấy là về vấn đề về tổ chức và huấn luyện các cái nhân viên tham gia vào bệnh viện dã chiến đợt này thôi. Khi bệnh viện hoạt động thì hoàn toàn có thể đáp ứng được toàn bộ về vấn đề về chuyên môn ở đây. Là một trong những cơ sở trọng yếu của địa phương trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, bệnh viện dã chiến này đã nhận được sự quan tâm và đầu tư của tỉnh cả về cơ sở hạ tầng lẫn trang thiết bị. Bên cạnh đó, công tác hậu cần cũng được lực lượng y tế của tỉnh hỗ trợ chu đáo để có thể vận hành một cách hiệu quả. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, trong chiều nay, sau khi cộng dồn kết quả của 3 ngày liên tiếp, toàn tỉnh đã có thêm 375 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, với hệ thống giường bệnh đạt khoảng gần 2.000, nguy cơ thiếu cơ sở điều trị tại tỉnh là điều khó có thể xảy ra.